Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngã ngũ Phan Văn Mãi hất cẳng Võ Văn Minh giành được bà Phương Hằng. Bà Nguyễn Thị Phương Hằng đã phát hình trực tiếp tại Bình Dương suốt một năm không sao. Nhưng chỉ cần chỉ trích ông Phan Văn Mãi thì hai ngày sau, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vây bắt bà Nguyễn Phương Hằng tại tư gia của bà ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo lý mà nói thì bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội nơi nào thì công an địa phương đó sẽ thụ lý vụ án. Bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hình trực tiếp livestream chỉ trích rất nhiều nghệ sĩ, nhà báo và ông Phan Văn Mãi đều thực hiện tại khu du lịch Đại Nam thuộc tỉnh Bình Dương. Việc công an thành phố Hồ Chí Minh ra tay bắt bà Phương Hằng cho thấy ông Phan Văn Mãi xem người đồng cấp của ông tại tỉnh Bình Dương không ra gì. Trước thềm hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Phan Văn Mãi đã bắn một mũi tên trúng hai đích. Đích thứ nhất là trả được thù người dám tố cáo ông. Mục đích thứ nhì là cho Trung ương biết rằng Võ Văn Minh là một lãnh đạo tỉnh vô dụng, để tội phạm hoành hành suốt một năm mà không dám động vào. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi kẻ thắng cuộc. Hành động này của ông Phan Văn Mãi đã khiến cho Võ Văn Minh vội vã cho khởi tố vụ án bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh y hệt như tội danh mà Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố. Đây là hành động chữa cháy của ông Võ Văn Minh, nhưng đã quá muộn. Bà Nguyễn Phương Hằng đã ở trong tay ông Phan Văn Mãi thì không đời nào ông ta nhả ra cả. Hành động chữa cháy của ông Võ Văn Minh lại phạm thêm một sai lầm nữa, đó là cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đã vi hiến, bởi vì Điều 31 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định là không ai bị kết án hai lần cho cùng một tội phạm. Vì thế, ông Võ Văn Minh càng cố càng vướng vào sai phạm. Càng dãy dụa sẽ càng sai, và cuối cùng ông Võ Văn Minh đã đầu hàng ông Phan Văn Mãi. Vì thế, ông Minh đã phải chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương buông vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Một sự thật ê chề cho một ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Minh kẻ thua cuộc. Vào ngày 6 tháng 5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức, ông Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về vụ việc khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo đó, ông Đại tá Chính cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý tổng cộng đơn thư của 7 cá nhân tố cáo bà Hằng. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đã thu thập được 53 buổi phát sóng livestream của bà Hằng để phục vụ điều tra. Liên quan đến tội danh của bà Hằng được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, trùng với tội danh mà Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố trước đó. Đại tá Chính cho biết, cơ quan này đã báo cáo với Bộ Công an về vụ án và sẽ chuyển vụ án đến Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra. Theo ông Đại tá Chính, xét thấy các hành vi của bà Hằng có dấu hiệu cấu thành tội phạm là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, quy định tại khoản 2 điều 331 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, từ ngày 6 tháng 4 năm 2022, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Viện Kiểm sát đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra, xử lý. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin tại cuộc họp báo. Tuy nhiên, trước khi Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án này, thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phương Hằng để điều tra về cùng một tội danh. Do đó, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản trao đổi với Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc nhập vụ án để Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra. Hành vi gây án của bị can diễn ra tại địa bàn thuộc quyền quản lý của ông Võ Văn Minh, nhưng ông lại không xử lý, cuối cùng phải nhường lại cho ông Phan Văn Mãi. Trận đấu này xem như ông Phan Văn Mãi 1, Võ Văn Minh 0. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin biến lớn Tô Lâm xu quân bắt người ở Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường là nơi an toàn để tiến thân. Lâu nay, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an luôn có sự kết hợp làm ăn với nhau.
các sứ quán luôn có những nhân viên ngoại giao đội lốt, nghĩa là bề ngoài là nhân viên sứ quán nhưng bên trong là những công an, tình báo. Như vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh là rõ nhất, Bộ Công an cho người bắt cóc ông Thanh tại Berlin, rồi đưa ông này về Đại sứ quán ở Việt Nam tại Berlin, sau đó là chuyển ông Thanh về nước qua ngã Moscow. Chính các nhân viên sứ quán lại là những mật vụ của Bộ Công an Việt Nam cài vào, theo dõi, hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam tại đây, và đặc biệt họ cũng theo dõi cộng đồng người Việt Nam tại Đức cũng như ở châu Âu. Việc làm ăn của nhân viên đại sứ quán tại nước ngoài đã làm xấu bộ mặt Việt Nam nhiều năm qua chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, hầu hết là những người này được che chở nên không sao cả. Từ xưa đến giờ, như không có chuyện Bộ Công an xăm soi chuyện làm ăn của nhân viên sứ quán, bởi lẽ nhiều người là nhân viên sứ quán nhưng thực chất là người của Bộ Công an. Từ trước đến nay, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao vẫn cộng sinh như thế. Tuy nhiên, không hiểu vì sao hiện nay ông Tô Lâm lại xua quân sang Bộ Ngoại giao bắt người. Đây là dấu hiệu bất thường, dường như đấu đá trong Trung ương nằm. Đây là hình ảnh Bộ Công an bắt người của Bộ Ngoại giao. Ngày 6 tháng 5, ông Tô Ân Sô, Trung tướng, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Vào ngày 6 tháng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét tại chỗ ở và làm việc đối với Nguyễn Thị Tường Vi, 42 tuổi, Giám đốc Công ty Tư nhân Tư vấn và Đầu tư ATA tại Việt Nam, và Nguyễn Thị Dung Hạnh, 50 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kê Việt Nam, 19. Hai nữ giám đốc này bị bắt giam để làm rõ tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 của Bộ Luật Hình sự. Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự, Đỗ Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự, Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng Cục lãnh sự, Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng bảo hộ công dân thuộc Cục lãnh sự, Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, để làm rõ tội nhận hối lộ. Cơ quan An ninh Điều tra cũng đã khởi tố bắt tạm giam bị can Hoàng Diệu Mơ, 42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Thương mại, Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình, có trụ sở tại Hà Nội, về tội đưa hối lộ. Đây là hình ảnh hai người bị bắt là Nguyễn Thị Tường Vi bên trái và Nguyễn Thị Dung Hạnh. Bộ Công an cho biết nhóm bị can liên quan đến việc đưa và nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Số tiền trục lợi đã rất lớn, nhưng liệu người dân có được trả lại hay không cũng là câu hỏi mà dư luận trong và ngoài nước đặt ra. Cũng theo Bộ Ngoại giao, từ năm 2020 đến nay đã triển khai hơn 1.000 chuyến bay và đưa 240.000 công dân Việt Nam từ 60 quốc gia vùng lãnh thổ về nước. Với kiểu ăn đậm như trên thì không biết các quan chức ngành ngoại giao đã được thu hoạch đến mức như thế nào. Sự thối nát trong ngành ngoại giao không thể không nhắc đến vai trò trước đây của ông Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh nay là Phó Thủ tướng Thường trực, rất triển vọng để lên làm Thủ tướng trong tương lai. Có thể nói hiện nay ông Phạm Bình Minh đang là cánh tay đắc lực của ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm dường như đang cố tình chen vào chân của ông Phạm Bình Minh. Có tin ông Tô Lâm đang liên minh với ông Nguyễn Xuân Phúc, tranh hùng với phe của Phạm Minh Chính. Việc Tô Lâm xua quân bắt người của Bộ Ngoại giao là hành động ẩn chứa một nguyên nhân đấu đá nội bộ, chứ không hẳn là vì công lý. Sai phạm của Bộ Ngoại giao đã được nhân dân phản ánh từ năm ngoái trước Hội nghị Trung ương 4, nhưng lúc đó thấy Tô Lâm động tĩnh gì đâu. Đợi sắp đến Hội nghị Trung ương 5, hội nghị hứa hẹn có đấu đá chí tử, thì chuyện bắt bớ ở Bộ Ngoại giao mới được tiến hành. Tô Lâm cũng đang nhắm vào Bộ Ngoại giao thật với mục đích là những nhân vật cao cấp. Những người bị bắt chỉ là con dê tế thần cho những trò chơi lớn hơn mà thôi. Chính trường Việt Nam là như vậy, quanh năm suốt tháng chỉ là những trò đấu đá, đất nước tụt hậu, xã hội xuống cấp, chính quyền ngày một thêm thối nát.